Rồi chào anh em và các bạn, hiện tại thì mình đang có mặt ở xã Tân Công Xính. Tâm nông của Đồng Tháp nha các bạn. Và hiện tại ở đây cái khu vực này thì lúa hè thu người ta chưa thu hoạch các bạn. Hồi nãy mình vừa giao lúa cho một cái anh nông dân thì ảnh mới chia sẻ cái năng suất ở bên đây là nông dân làm của đâu đó có khoảng 6 đến 700 kg các bạn. Cái lúa này cho em 5451. Dàn lúa thì coi cũng được mà nghe nông dân nói bên đây đất cát các bạn ơi. Phèn. Rồi quá trời cái miếng kế bên này cỏ luôn. Miếng 5451 này thì cũng được, chắc năng suất chắc khoảng 800. Và ở đây thì giữa cái mặt ruộng và cái lộ cũng khá cao các bạn. Tháng bữa nay mình đi xe tải các bạn, giao hàng luôn. Đây, đây là chiến trường của bà con nông dân bên đây. Anh cha con, cơm cáp. Ở bên đây vụ này chắc gọi là vụ hè thu quá các bạn, mình cũng không gành bên đây lắm. Hiện tại thì cũng còn nhiều cánh đồng ở bên đây chưa có thu hoạch nha các bạn. Mình đang ở xã Tân Công Xính. Ồ, lộ quá cao. Rồi, thôi cho anh em và các bạn mình tiếp tục hành trình đi các bạn ơi.